Đâu? Nắm chặt nha. Đâu? Ủa? Đâu vừa luôn mọi người. Đâu vừa? Đó, đâu vừa. Nè anh em mình đi mò này, có thằng em mình đồng hành với hai anh em mình nha. Ba dữ. Nay có thằng em mình đi gì vậy? Hay đó. Hay đó. Chào fan. Tại đó. Chính trưởng. Nhạc đó. Ồ mà hay ta. Tôm nha mọi người. Tôm càng xanh nè, xanh lét luôn á. Ồ, lên lê lẹ luôn ta. Lên lê lẹ vậy mới được chứ. Ui. Đồ. Càng xanh bự mọi người. Đó. Quá phê. Đẹp phán. Đây có tôm nha mọi người. Đây. Hết biết con tôm luôn mọi người ơi. Vô mọi người ơi, dính con cá lóc khủng mọi người ơi, dính con thị quay. Dính cái đó vô mọi người. Đâu? Nè. Đủ. Ai da, đau quá. Dính con cá đó nha mọi người. Trời ơi. Ui tôm luôn mọi người. Thôi, chạy rồi. Chuột con này. Ủa bún vô giò ba. Ôi. Nè. Hay ta. Lên liền tay luôn đã thiệt chứ. Ôi. Ây da. Đau rồi đó. Ây da. Đau. Trời ơi. Cá nóc. Ôi. Cá này cá nóc. Cá nâu, cá nâu. Cá nâu, cá nóc. Rồi, sẵn cá rồi. Bởi cá nóc ta. Tầm nhất luôn à. Nó ừ, nó có đó là cá nâu chứ cá nâu. Đi. Nó giạt đi, tao đang đồ, đang xảy con cá. Nè. Vô vô rồi dép. Dài hả? Dài.
Khúc này im đi không? Hả? Trời ơi. Liền tay không à? Trời ơi. Đây, con gì? Càng, con càng. Con giảm. Con giảm mẹ luôn. Sướng lên càng. Rồi, mày bỏ ruột phải không? Ừ, cá đúng không? Cá gì? Cá đầu mày đây nè. Cá ba. Một cá lên. Chưa quay mà. Chưa quay vậy? Cá mới sẵn rồi ba. Cá là sao hả? Tao chuyên gia đi theo Linh mày biết gì không? Ông tao không ruột, tao chứ tao chụp. Tôm nè mọi người. Tôm đúng tôm càng xanh luôn á. Khúc này gần mé sông tôm nhiều lắm mọi người. Ba anh em mình quần nãy giờ. Lê lẻ luôn mà. Rồi. Mà nước chảy xuống. Khúc này hơi sâu. Trời ơi. Cái gì? Càng cái gì? Hay đó, càng nhỏ. Ok. Hay. Hay lắm. Ui. Gọi sải con tôm mày. Sải tôm còn cá không à? Trông kịp. Hả? Ừ, đang ngồi cái anh đang lần theo góc vừa nè. Hay lắm fan ơi. Hay quá Ni ơi. I love you. Lần theo góc vừa. Đúng rồi, đúng vừa không. Hay. Mọi người. Hay hay. Ôi. Hên. Có càng. Nó mới nhảy không mình đi nữa. Có càng. Có không? Nó mới nhảy qua không anh nữa. Chắc cũng trọng. Trọng chứ không vượt. Ê da. Dưới đây hả? Hai con hai tay luôn tài. Dưới đây hả? Hay lắm anh. Nè, vô nữa nè. Rồi ê. Đây anh em mình nghe xong ngò luôn. Không gặp nữa. Ngò xong luôn. Nha. Vô nữa mọi người. Má nhiều mồi cá mà mồi tôm mà đúng chăng nghệ lắm. Hay. Là con tôm nữa nè. Lên. Đây con hến nè. Ôi, con cá. Tôm nha mọi người. Đây con cá nè. Đạp chảy nước dưới là. Ô. Tôm nha mọi người. Đây nha tôm à. Đây. Đây tôm bự ghê. Càng không? Hãy
giờ anh em mình chơi nướng tôm nướng luôn nha mọi người. Bắt xong đó luôn, mà chảo luôn. Nướng ngồi tôm nướng ngồi luôn. Mà ở dưới xong thì lên đây túc lá chuối sữa luôn nha. Chơi dạ chơi lại. Chơi khô máu luôn. Rồi mời mời tất cả mọi người ăn tôm nướng mồi với ba anh em mình nha. Hai con em mình đi mời mọi người nha. Đi vô mò chơi với anh em mình. Ngon. Ngọt, ngọt là không có thứ gì bằng luôn. Ui. Rồi. Cho mặn mặn nha. Này hiếu không? Chim muối hả? Muối tiêu hả? Muối tiêu. Nó cũng ngon nè. Thao đi ngò đem theo chấm muối nữa. Hương muối. Ghê chứ. Ồ hút tay cậy luôn hả? Thiếu mọi người. Đã. Ngọt. Ba phê. Nướng kiểu này thơm nữa. Bao ngọt cái. Khô máu đi. Trời ơi con này mới ngọt nè. Trời ơi đậu nè. Con này còn sống nè. Tới tiêu luôn. Tới tiêu luôn. Đúng rồi con gạch ăn nó béo ra. Nướng như gạch ăn béo này mới hay lấy tái à. Tái ăn được mà. Ngon hả? Mà ngộ cái nướng này ăn cái đậu béo ghê nè. Thiệt hả? Nó mới bị khô gặp. Lột cái gặp nó bị khô. Sao? Thử ngon. Đói ăn những ngon ngon nha. Anh đói nữa. Cái gì? Anh đang đói nữa. Người không đói. Đói thì lạnh nữa.
cảm giác mà vừa đi bắt xong cái đưa lên tái chế biến tại chỗ gạn. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Mới lên bữa nào đói nó lạnh nha. Đốt lửa lên. Ấm cung. Rồi, bàn đủ ba con luôn á. Nè. Phước nào ở đây. Vậy đâu phải học dịch đâu đập. Không được to em được ơi. Quá là to. Clip anh em mình tới đây kết thúc nha mọi người. Chào mọi người nha. Nếu mọi người có thương ủng hộ anh kênh anh em mình nha. Nhớ đăng ký kênh giúp anh em mình nha. Chào tạm biệt. Chào mọi người.